Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2011, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tương ứng để thực thi luật này. Trong đó có quy định liên quan đến việc dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm, trang thiết bị sử dụng năng lượng. Hoạt động này là biện pháp có hiệu quả tiến tới loại bỏ trên thị trường Việt Nam các trang thiết bị công nghệ đã lạc hậu, tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của xã hội. Triển khai chương trình dán nhãn năng lượng trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành và hoàn thiện các quy định liên quan đến khuôn khổ pháp lý để thực hiện dán nhãn như quyết định 51/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 07/2012. Đã quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện việc dán nhãn năng lượng. Đồng thời, việc nghiên cứu xây dựng và ban hành kịp thời đầy đủ các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cũng đóng vai trò rất quan trọng để triển khai các hoạt động dán nhãn. Bên cạnh đó, các cơ sở thử nghiệm cho các sản phẩm điện, điện tử cũng đã được xây dựng, nâng cao năng lực để đáp ứng được các nhu cầu thử nghiệm, hiệu suất năng lượng của các nhà sản xuất, nhập khẩu. Việc triển khai chương trình dán nhãn năng lượng đầu tiên là trong giai đoạn đầu tiên là theo cái hình thức là tự nguyện và bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Là theo cái hình thức là dán nhãn năng lượng bắt buộc. Thì đến cái thời điểm này chúng tôi có thể tự tin để khẳng định là cái chương trình dán nhãn năng lượng của Việt Nam là đã cho những cái kết quả hết sức là khả quan. Nó thể hiện qua một số những cái con số thống kê rất là ấn tượng. Đấy, như là cái việc tăng cái thị phần của các cái thiết bị phương tiện mà sử dụng năng lượng hiệu suất cao. Đấy, theo đó là cái thị phần của những cái thiết bị phương tiện mà có hiệu suất năng lượng thấp là đã giảm đi rất là đáng kể trong cái thị trường tiêu thụ cho cái phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng của trên toàn quốc. Theo kết quả thống kê từ chương trình thực hiện dán nhãn năng lượng, từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2014 đã có 634 nhà sản xuất phân phối tham gia chương trình dán nhãn năng lượng với 6.215 sản phẩm đã được cấp mã, trong đó các sản phẩm được dán nhãn nhiều nhất là quạt điện, tiếp đó là nồi cơm điện, điều hòa không khí và tủ lạnh, vân vân. Việc dán nhãn năng lượng đã được người tiêu dùng đánh giá cao thông qua các sản phẩm đã được dán nhãn khi lưu thông trên thị trường, cũng như thông qua các chương trình và hoạt động truyền thông của chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, hoạt động hỗ trợ của các dự án. Trong đó phải kể đến dự án VEESL do Chính phủ Úc phối hợp với Chính phủ Việt Nam bắt đầu từ năm 2012. Dự án VEESL do Chính phủ Úc phối hợp với Chính phủ Việt Nam được bắt đầu năm 2012. Trong quá trình thực hiện dự án, thì phía Úc đã hỗ trợ Việt Nam về mặt kinh phí, giúp đưa ra những tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng của các sản phẩm điện tử lạnh, kinh nghiệm từ các chuyên gia của Úc trong lĩnh vực này, làm thế nào để nâng cao an ninh năng lượng cho Việt Nam, giúp cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Tính đến nay, dự án VEESL đã được các kết quả đáng ghi nhận và có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình dán nhãn năng lượng của Việt Nam qua một số lĩnh vực quan trọng như là nâng cao năng lực cho các phòng thử nghiệm, xây dựng hệ thống đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến, tăng cường hoạt động giám sát tuân thủ, v.v. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án rất có ý nghĩa đối với những định hướng và chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, trong đó có chương trình dán nhãn năng lượng. Thông qua chương trình thì Bộ Công Thương cũng có hướng dẫn doanh nghiệp rất là chi tiết và doanh nghiệp thì cũng cảm thấy là cái quá trình thực hiện thì cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Thì các sản phẩm của công ty thì sau khi tham gia thì được dán nhãn về số sao trên tất cả các sản phẩm và thông qua đó thì cái người tiêu dùng thì họ có phát hiện, họ thấy được các cái sản phẩm về sao, số sao trên cái sản phẩm của Mitsubishi Electric và họ có thể mà chọn lựa những sản phẩm nào có hiệu suất năng lượng cao nhất để sử dụng cho mình cho nó hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Tại buổi tổng kết chương trình, tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng được tổ chức vừa qua, đại diện của Vụ Khoa học Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng thuộc Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương cho biết, chương trình dán nhãn năng lượng sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, cơ chế phù hợp hơn với dán nhãn năng lượng, đặc biệt là sẽ triển khai nhanh chương trình dán nhãn năng lượng online, góp phần vào thực hiện chương trình quốc gia về tiết kiệm năng lượng hiệu quả tại Việt Nam.